Linh thấy trên bàn Đã dọn sẵn đồ ăn sáng Nhưng lại không thấy bóng dáng của mẹ chồng đâu Hành lý của bà cũng không thấy Trên bàn còn để lại thẻ tài khoản tiết kiệm của mẹ chồng Điện thoại của Linh bất ngờ đổ chuông Linh và Dũng mới cưới nhau được hơn một năm Trước khi kết hôn Bố mẹ Linh phản đối dữ dội Nguyên nhân là bởi lương của Dũng bèo bọt anh xuất thân từ một miền quê nghèo nàn và quan trọng là anh đã từng có một đời vợ tuy bố mẹ phản đối nhưng linh vẫn cương quyết chọn dũng làm người bạn đời dũng đối xử với linh rất là tốt anh tỉ mỉ rửa chân cho linh xuống bếp nấu những món linh yêu thích thậm chí anh còn giặt đồ cho linh mà không hề than vãn linh thích cái gì dũng cũng cưng chiều cô như vậy xét về điều kiện học vấn và gia cảnh thì linh hơn hẳn dũng về mọi mặt ấy vậy nhưng mẹ chồng lại ghét con dâu ra mặt mẹ con dũng suýt tử mặt nhau bởi bà luôn nặng nặc phản đối hôn sự của hai người từng có thời gian nửa năm trời dũng không nghe điện thoại của bà không về quê thăm bà thấy con trai quá cứng đầu nên bà mới đồng ý hôn sự nguyên nhân bà ghét linh bởi cô thấp bé dáng người gầy gò và khô đét như que củi Bà sợ Linh không thể xin cháu cho bà bồng Lúc bà nói tuyệt ra như vậy Linh mới ngỡ ngàng khi biết nguyên nhân Dũng vì vợ cũ ly hôn không phải do tính cách không hòa hợp Mà là vợ cũ bị vô sinh Sau khi kết hôn Mẹ chồng bảo Linh đều đặn nộp phí sinh hoạt cho bà Còn phải giặt rũ quần áo Đi chợ nấu ăn bà bảo con dâu trước cũng từng chăm lo cho cái nhà này y như vậy. Nên bà mong cô cũng vào nề nếp như thế. Khi Linh lau sạch nhà, mẹ chồng ung dung ngồi trên ghế salon vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa, ngay cả chân bà cũng không thèm nhấc lên để cô lau cho xong. Linh thật sự bực mình. Cái thời cô còn chưa lấy chồng, cô là cục cưng của bố mẹ, cô chưa từng chịu khổ như vậy. Không thể nhịn hơn được nữa Thế là cô cãi nhau với mẹ chồng Mới kết hôn được 3 ngày Linh đã bị mẹ chồng đuổi về nhà mẹ đẻ Dũng rất yêu vợ Cho nên anh cũng nhanh chóng thu dọn hành lý Đến nhà bố mẹ vợ ở Sau khi nghe con gái kể khổ Mẹ Linh vì quá thương xót con gái Nên mua ngay một căn hộ cho hai vợ chồng Thời điểm Linh sinh con Dũng có gọi điện báo cho mẹ anh biết nhưng bà không hề có ý định đến thăm hay trông cháu. trong thâm tâm linh đã nghĩ nếu mẹ chồng mặc kệ cháu của bà như vậy thì được rồi, linh cũng không muốn làm phiền bà. bẵng đi một thời gian, mẹ chồng bỗng thường xuyên gọi điện hỏi han tình hình của hai vợ chồng. ba con bảo ở quê nhà lụt lội nghiêm trọng, nên căn nhà cũ sắp tan hoang tới nơi rồi. vài ngày sau, linh bỗng thấy mẹ chồng sách túi to túi nhỏ tới nhà vợ chồng cô bà để hành lý ở phòng khách rồi sau đó đi quanh nhà ngó nghiêng tại sao căn nhà này chỉ có hai phòng cháu của mẹ lớn lên rồi ngủ ở đâu linh lạnh nhạt trả lời nhà có hai phòng cơ mà vợ chồng con ở một phòng cháu của mẹ thì ở phòng kia mẹ chồng nghe liền hiểu ý con dâu đang đuổi khéo bà bà đành im lặng ngồi trên ghế salon và không nói gì thêm nữa. Linh kéo chồng vào phòng riêng và hỏi: "Bây giờ, vợ chồng mình tính làm sao? Tại sao anh lại nói địa chỉ cho bà biết?" Dũng nắm chặt hai tay của Linh, nhìn vào mắt cô và nói: "Anh chỉ có một người mẹ. Bà là người đã nuôi anh khôn lớn nên người. Cho dù em ghét mẹ anh đến mức nào thì anh vẫn không thể bỏ rơi mẹ của mình." Nếu bà là mẹ ruột của em, thì em sẽ đối xử như thế nào? Em hãy suy nghĩ cho anh lần này, được không? Linh không phải là cô con dâu không biết đều. Tuy nhiên điều khiến Linh buồn bực chính là mẹ chồng chưa từng bàn bạc hay hỏi ý kiến của hai vợ chồng cô. Hơn nữa, căn hộ này là mẹ của Linh mua. Nếu bà mà biết mẹ chồng dọn đến đây, bà sẽ tức giận đến trình bệnh mất thôi đến tối Mẹ chồng xuống bếp nấu nướng Bà bảo là muốn nấu cho con trai bà ăn Nhưng trên bàn toàn là những món Linh yêu thích Sau đó trên bàn cơm Mẹ chồng ân cần hỏi thăm Cháu của mẹ sinh được mấy tháng rồi Con nên ăn nhiều một chút Thì mới có sức mà chăm con Lần đầu tiên nhận được sự quan tâm của mẹ chồng Những buồn bực vì bà đối xử không tốt trước đây Bỗng chốc tan biến Nước mắt của Linh không hiểu sao lại rơi như mưa. Ăn cơm xong, mẹ chồng đặt một thẻ tài khoản vào trong tay Linh và bảo: "Đây là 300 triệu đồng mà mẹ đã tích góp cả đời. Mẹ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Lúc trước là mẹ đối xử với con không tốt, số tiền này con hãy để dành lo cho cháu của mẹ, cứ giữ lấy đi." Đến tối, Dũng ôm Linh vào lòng và thì thầm: ý của mẹ là muốn sống cùng chúng ta em có chấp nhận không linh đương nhiên không muốn sống với mẹ chồng mới nghĩ thôi cô đã cảm thấy nhức hết cả đầu sáng hôm sau linh nói rõ ràng với mẹ chồng hiện giờ mẹ cứ ở đây tạm với vợ chồng chúng con con sẽ dùng số tiền mẹ đưa và thêm vào một ít để mua cho mẹ một căn hộ nhỏ gần đây mẹ cảm thấy được không ạ à? linh cứ nghĩ mẹ chồng sẽ tức giận thật không ngờ nghe xong bà liền cười không ngớt và gật đầu đồng ý hôm sau tỉnh dậy linh thấy trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn sáng nhưng lại không thấy bóng dáng của mẹ chồng đâu hành lý của bà cũng không thấy trên bàn còn để lại thẻ tài khoản tiết kiệm của mẹ chồng điện thoại của linh bất ngờ đổ chuông dũng nói anh vừa mới biết mẹ bắt chuyến xe về quê mẹ bảo ở quê tuy ngập lụt nhưng mẹ muốn về bởi sống ở đó thoải mái hơn mẹ nói không muốn làm khó vợ chồng mình không muốn lãng phí tiền bạc mua nhà mẹ bảo tiền đó cứ giữ cho cháu của bà nghe những lời chồng nói nước mắt của linh lăn dài trên má có phải cô đã đối xử quá đáng với mẹ chồng rồi không liệu cô có nên đón bà về ở với hai vợ chồng cô không Cô hiểu chồng rất muốn đón bà về sống chung Nhưng quả thật Cô không dám ở chung với mẹ chồng Tâm trí Linh hiện giờ đang rối bời Cô không biết nên làm sao cho trọn vẹn Chữ hiếu với mẹ chồng đây Vâng Thưa quý vị và các bạn Một câu chuyện Giữa mẹ chồng nàng dâu Là những câu chuyện của muôn thùa Mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe cũng như bình luận chia sẻ về câu chuyện này. Tôi rất chân thành cảm ơn. Và đến đây tôi xin chào, hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.